Hằng hà xa số luôn á, ghê không? Không biết đầu tư bao nhiêu tiền vô cái đống này nữa. Đúng là đam mê mà. Giống như ông Phong là ông đam mê lan vậy đó. Ông chi cả đống. Ông Quân là ông sen đá. Mình không biết cách á. Chụp đẹp ghê trời, thấy ông đăng hoài á mà đâu có biết là quá trời quá đất nha. Cái này nó rất là ít mà còn nửa đâu đó. Ơ có cái cục kia lạ quá. Hả? Đó đó đó. Nó là xương rồng á. Xương rồng. Hồi Tết em cũng có cái giống vậy nè, mà nó bị không biết bị thúi hay bị gì á mà nó mình không biết chăm nó đen đen lại xong rồi nó rụng luôn. Cái đó là nó bị thúi. Cái tên là chị Thanh. Cây có lá. Trời, cảm giác như đang ở trên sa mạc không, quá trời. Cá. Không có câu, nó là vớt. Vớt nó ác hơn câu. Ui, nông nóc kia. Đúng không anh? Đâu? Nông nóc kia, nông nóc nó rất ít. Ủa, ở quê nó đâu mà? Ở đây. Chắc ở nó chứ gì. Không, con này nó thành con ấy luôn rồi, đâu còn nồng nọc nữa đâu. Nồng nọc là nó còn đuôi mà. Cho chị thêm miếng nước nữa. Thôi giờ ta bận dọc cá rồi. Đó, nhà em chuyên môn là có cá bảy màu đồ á, hầu non bộ. Cái có mấy đứa nít trong sớm nó bắt á, bàn tay nó bóc. Được không? À, giới thiệu với bạn đây là doanh nghiệp chính của chúng ta. Bông Quân Siêu Hồng. Hôm nay Bông Quân không cảm xúc. Đấy là nói của mình rồi. Bởi vì nghe nó vậy là sự phạm nghiêm trọng một cái sự gọi là ăn cắp bản quyền của Quân Công Siêu Vàng. Vì tao Siệp Hồng. Sao biết nó Siệp Hồng? Đó. Kiểm tra chưa? Mẫn đã kiểm tra rồi nhưng Mẫn e thẹn, Mẫn không dám nói gì. Có lỗi với Thảo Bùi quá. Thảo Bùi làm gì vậy? Hôm nay nó biết Thảo không đi. Cái lý do của buổi lễ ngày hôm nay là gì anh Quân? Bữa ăn. Sao không nói chị trời? Cầm miếng luôn. Đang xúc động. Thật sự xúc động. Giống cái Nhuận. Thật sự là tôi không biết nói gì hơn. Vì mà... Vui bữa à. thao thác một buổi tiệc nướng như thế này nha, nhưng mà như thế này như thế này. Vâng, cảm ơn anh. Hẹn gặp lại ở những video sau. Con cái gì ra con cái của anh. Ủa mới thấy Mẫn nó bên kia giờ nó chạy quanh đây rồi. Trời ơi thiệt chứ. Đó đó. Đây nè, đây nè. Cái má mì có con mình nó mặc váy nè. Mặc váy mặc đồng có con mình vậy cưng. Đúng rồi chị. Thì đặt vô nhà trai mặc váy đồ ha. Vâng chị, vô nhà trai nó mặc váy chứ vô nhà gái làm chi. Đây nhà trai này nhìn cái mặt nó thảm thiết không? Đây món gì đây? Hồ lô nướng. Hồ lô của Quân nướng. Hồ lô của Quân đó, giờ Quân đem hồ lô của Quân ra nướng nè. Cơm phức. Đây, Phúc Phúc đang ngồi nướng, tội nghiệp nhất Phúc Phúc nè. Còn con này chuẩn bị phá mồi. Cái mặt phá mồi xuất hiện. Thấy chị Phi Lê đẹp không? Hôm nay chúng ta đang có mặt ở nhà của Quân Kun, hay còn gọi là Kun Xịp Hồng. Chúng ta hôm nay là một ngày sau đám dỗ Du Hùng. Đó, thì sau khi họp bàn thì đội quân chúng ta đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội. Nhào vô bóc hốt ở nhà anh Trung. Dân trời anh Trung. Mà anh Trung thì sao á? Mình có cá nướng. Còn món gì nữa lát nữa nói sao. Đẹp không? Ủa em tưởng là phải nướng cái phần thịt trước này. Cái da nó dễ quéo rồi. Em xi liền em. Như các bạn đã thấy chúng ta có một cái tay chơi đàn được thi triển ở đây. Guitarist. Nhiều nó gì nha. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu. Đây là ca tiếng hát của này các bạn. Và tiếp theo chương trình sẽ là tiết mục phần MC do cameraman Đức Nguyễn đảm nhiệm. Và bây giờ xin mời mọi người đến với tiết mục hậu cần cho buổi ăn uống của chúng ta ngày hôm nay. Thì xin kính thưa quý vị, đây chính là mấy suất mọi người rất là đảm đang. Ngoài chuyện hàng ngày lên lớp ra, cô ấy còn là một người phụ nữ nội trợ, một người rất là đảm đang, rất là nhiệt tình trong ăn uống cũng như là phục vụ cho cô ăn uống. Cô ấy là một người và bên đây chúng ta đang có Mr. Mẫn, một người rất là phong độ, phong trần, một người rất là tài năng như vậy. Chúng ta không thể nào ngờ rằng anh ấy cũng có thể vào bếp, anh ấy cũng có thể cầm đôi đũa. Sao mất hình tượng quá vậy thầy? Housemaid. Housemaid nó còn đỡ, housemaid nó còn đỏ, nó lên tới 10 mét luôn rồi thấy đã. Bây giờ là 10:30 rồi, chúng ta vẫn chưa có ăn. Với tốc độ làm việc hiện nay thì chúng ta vẫn chưa có ăn. Theo nhận định của mình thì đây là cái món nó chứa ẩn nguy cơ tiềm tàng, cho nên mình sẽ phải test trước. Cái gì nó cũng ăn hết trơn. Trả lời món này có độc đó nha. Mẫn ăn cái này nha, để Mẫn ăn cho cơ thể Mẫn miễn nhiễm với này. Test luôn. Cà chua bi không có độc. Hình như cái miếng này chưa chín. Thì vậy em lại cái nào em nói rồi, các bạn thấy cái nào có nước á, hiểu không? Nó cũng được. Ý là ý Còn bây giờ là nghe cái đó yêu không yêu yêu không yêu Nhà ở đây không có nhiều người không có ăn cay nè, có mấy bé cũng không có ăn cay. Kệ có gì tụi em chấm cũng được, em có đồ chấm này. Nè cái miếng này ngon. Miếng này cũng rất là ngon. Bé Trân đưa chị đi kéo bé Trân. Thịt thịt gì? Thịt gì quên, chẳng dừng, nướng, cá đuối, cá gì? Cá điêu hồng. Cá điêu hồng nướng. Này là hồ lô. Bây giờ mọi người hãy khoai lang, hãy nhìn cảm nhận của một người đã không tham gia vào quá trình điều chế từ đầu. Đây là cà bắp nướng cộng với lại cà tím nướng. Này là thịt gà xếp phai, dữ dội quá. Đây là tương ớt. Đây 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 bánh giò sống nè. Cái này là ăn với cá phải không? Cá. Kia có bún nữa. Rồi, một người không tham gia vào quá trình là đồ ăn. Hãy cho cảm nhận. Cho đôi đũa. Không thể tin được. Không thể tin được. Không thể tin được. Tại sao nó có thể ngon nhớ như vậy? Đây là kết quả của sự chịu đựng từ sáng đến giờ. Không nói quá trời luôn, không quay. Quá trời quá đất luôn mà không quay gì hết. Cái này